Xin chào các bạn, Tuy Un sẽ ra bộ phim về động vật hoang dã dài tập dành cho trẻ em và những bạn yêu quý động vật. Bộ phim nói về cuộc đời của nhân vật chính là chú rái cá tên TV và những loài vật xoay quanh cuộc đời của chú rái cá này. Nếu các bạn ủng hộ đăng ký kênh YouTube của Tuy Un thường xuyên, sẽ cố gắng ra phim mỗi tuần, tối thiểu 2 tập, mỗi tập dài trên 15 phút và có phụ đề 3 thứ tiếng Anh Hoa Việt. Chất lượng phim Full HD sẽ tạo ra quỹ bảo vệ rái cá từ bộ phim này. Càng xem phim, càng like và chia sẻ sẽ tạo ra nguồn kinh phí để người cá Tuy Un giải cứu rái cá khỏi săn trộm và buôn lậu thú từ nước ngoài. Việt Nam nói là làm 1 triệu like cho tập 1 phim này trên kênh YouTube. Tuy Un sẽ cho ra thú siêu quý hiếm liền ở tập thứ 2.